vui là chính thắng không lấy tiền nhé. Vui là chính thắng không lấy tiền nhé. Hey yo, xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay là sáng thứ bảy, như bao sáng thứ bảy bình thường khác thôi, nhưng mà đối với mình ấy, nó lại là một ngày rất là đặc biệt. Như các bạn đã đọc tiêu đề và nhìn thumbnail cũng biết rồi, mình là một trong những người may mắn để tham dự thử thách chốn tìm cùng nghề nạ do anh Nguyễn Thành Nam lấy tên là tổ chức. Với sự góp mặt của anh Nam là chắc chắn có rồi, bên cạnh đó là có anh Tới và khá đông anh em khác nữa, trong đó một số anh em ấy là người khá nổi tiếng trên cộng đồng YouTube này. Mình cảm thấy mình rất là may mắn. Bây giờ mời tất cả các bạn hãy cùng đi cùng mình nhé. Let's go. Tại đang trên xe của cả đoàn này các bạn. Nếu các bạn biết đây là ai? Đây là anh Tới Tài Tử các bạn. Hiện tại thì cả đoàn đang chuẩn bị di chuyển ra cái địa điểm mà anh Nam đã chuẩn bị sẵn để qua cái thử thách ngày hôm nay. Anh em quay vlog không? Quay chứ anh. Dự kèo là khả năng là mình sẽ ngồi 8 tiếng rồi anh Nam sẽ bảo là thôi ra đi. Em chuẩn bị chiến thuật chưa? Chiến thuật chứ anh. Với lại chiều nay anh có lấy con xe của anh đua với con Everblade 1000 RR của em không? Everblade à? Vâng, Everblade 1000 RR anh. Số mấy mấy số nhỉ? Con này mấy số? Con ấy không cần số nhỉ? Không số luôn. Không số luôn. Quá xịn. Xe của anh nó bị hỏng rồi, không đua được. Đưa rồi. Xe hỏng. Nó mới bị hỏng. Cái này xe anh Tới gặp con Honda Everblade 1000 RR của mình tắt điện ngay. Tuổi gì? Không có cửa. À. Ôi. Cái bên đường này nhá. Rộng thực sự các bạn ạ. Nhân vật chính của ngày hôm nay đang đến đấy. Mở cửa chủ tịch à? Đi về đi. Hello anh. Đi về đi. Sao không bán kia đứng đem về. Đứng đợi anh ấy chứ. Đây. Dù ai thắng ai thua thì hôm nay thiệt hại nhất vẫn là anh Nam đúng không? Anh vui là chính thôi, thiệt hại gì. em đi chơi chủ yếu là vui đặt chính, nhưng mà chơi chủ là vì anh chơi vui. Anh em chơi vui là chính, thắng không lấy tiền. Anh em cứ giữ nguyên tâm lý đấy được. Vui là chính, thắng không lấy tiền nhá. Vui là chính, thắng không lấy tiền nhá. Đi anh em đi vào trong đây. Đi đi vào trong nhà dưới. Đi vào trong nhà dưới. Đây cả đoàn đã tới rồi các bạn ạ. Anh Nam đã dẫn vào địa điểm quay. Cũng tương đối rộng 3.000 m². Đây được giới hạn của các đường dây giới hạn này. Anh em sẽ được trốn tất cả mọi chỗ trong cái khu này, miễn là trong dây giới hạn là được. Các bạn ơi, đã sát rồi quay rồi. Bây giờ anh mình có chuẩn bị thử thách không? Đi làm vòng phỏng vấn anh em như thế nào? Lời anh Giai. Anh Giai giới thiệu một chút về bản thân, cảm xúc anh Giai chuẩn bị quay anh cảm xúc như nào ạ? Cảm xúc của mình rất là run. Đang có kế hoạch gì cho buổi chiều ngày nay anh Giai? Kế hoạch của mình hiện tại đã xếp hấp sẵn trong đầu rồi. Còn tí nữa các bạn sẽ xem được clip của Lam, mình sẽ mình như nào nhé. Anh cứ tin là mình chiến thắng bao nhiêu phần trăm? 2%. Giờ chúng ta sẽ đến với một người gọi là hot on hot. Anh Tới. Dụ nha, em chọn cái này. Anh Tới đã có kế hoạch gì cho mình chưa nhỉ? Nếu mà em chọn đúng cái đấy hôm này vâng, thì em được đánh anh ạ. Trốn thế nào rồi? Anh đang định xuống ao. Định xuống ao á? Xuống ao. Nếu mà sai thì ở ao này ok. Ok, nhiều bèo quá. Rồi. Sẽ phải tham nó phải biết bơi nên chúng ta là xuống ao anh hay là không dám ra tìm được. Anh có tự tin là mình chiến thắng buổi ngày hôm nay không ạ? Anh đang lo anh bị bắt đầu tiên. Em cũng nghĩ thế. Anh đang lo anh bị bắt đầu tiên. Em cũng nghĩ thế.
đây, bây giờ chúng ta đến với nhân vật chính ngày hôm nay. Anh Nam. Người bị bắt rồi anh ra ngoài, anh. Người bị bắt ẩn thân chi thuật. Lý do gì khiến anh làm lại cái thử thách này là một lần nữa? Tại vì anh thấy thú vị, và thứ hai là kiểu muốn tất cả mọi người đều trải nghiệm cái trò này, thấy rất là hay. Đây là trò tuổi thơ của rất là nhiều người. Thế anh nghĩ là anh có thể tìm tất cả anh em trong đoàn này trong bao lâu? Anh nghĩ là khả năng xem phải, nếu mà nói thật thì ra nó cũng phải mất khoảng tầm 2 đến 3 tiếng tầm đấy. Okay, anh chỉ... tí anh nhả không ra. You serious? Ok. Anh sẽ nhả em. A few moments later. Mình bị bắt rồi các bạn ạ. Tí anh nhả không ra. Ok. Anh sẽ nhả em. Lừa rồi. Trốn dưới gầm giường, ngụy trang kỹ thế mà vẫn bị bắt. Đây bên cạnh còn có một anh Giai đây. Anh Giai bị bắt trước cả mình cơ. Anh Giai trốn dưới ao mà vẫn bị bắt. Anh Nam lần này tìm kỹ lắm, không trốn được đâu. Mình cứ tưởng mình vô địch kia chứ, nhưng mà không ăn thua. Anh Nam đang đi tìm các bạn ạ. Hình như thấy ai rồi ấy. À, không thấy ai. Đúng kỹ thực sự. Trong cốp xe đúng không? Đây là người thứ 5 các bạn. Trốn trong cốp xe rồi ạ. Chúng em mình là 5 người bị bắt rồi nhá. Nãy anh em nó vô 2 lần rồi. Em tưởng thoát. Anh này là người Tiến Hải, cùng quê với mình. Tưởng thoát rồi chứ. Các bạn ơi, các bạn thấy gì không ạ? Đây là giày của anh Tới ạ. Sợi của anh Tới anh để đây, nhưng mà chắc người đi đầu đây, chiến thuật rồi, ngụy trang đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, hai streamer. Có bài luôn. Kenny Gaming, Hùng Akira. Có bài luôn. Hùng Akira trốn vào gầm giường, tự tin nói là mình vô trốn tìm, đã bị bắt. Các bạn ơi, đã hơn 6 tiếng trôi qua. Vẫn còn 3 thanh niên nữa, anh Nam không thể tìm kiếm được. Hiện tại anh em đây rất là mệt rồi. Từ sáng giờ cả đoàn chưa ăn cái gì cả, rất là đói và mệt. Mà còn những 3 thanh niên nữa vẫn tìm ra thì anh Nam đã phải chịu thua và mất một người 1 triệu nha. Mệt thực sự. Tuy là người bị bắt thứ hai, nhưng mà mình cảm thấy hôm nay cũng rất là vui. Tuy là khá mệt, nhưng đây là một kỷ niệm đối với cả nhân mình. Không tới. Sau người chiến thắng, anh em đi cùng anh Nam để chỉ cho anh ấy biết địa điểm trốn của mình ở đâu. Còn là các bạn muốn xem chi tiết thì hãy xem video trên kênh của anh Nam nơi tên đề Việt Nam nhé. Bây giờ thì chắc mình sẽ kết thúc video này thôi. Các bạn cho mình một subscribe, một chuông, một like, một share để động lực làm các video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.